Chibu và Lưu Nhạc Sắc tiếp tục đứng chung sân khấu tại đêm chung kết Đạp Gió 2023. Sau lần hợp tác tại sân khấu Rosemary trong vòng công diễn thứ hai, Chibu và Lưu Nhạc Sắc đã nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả. Rất nhiều người đều mong chờ cả hai sẽ có một sân khấu đôi. Nhờ vào số lượt voice của cư dân mạng, Chibu và Lưu Nhạc Sắc sẽ lại có cơ hội hợp tác nhưng đối đầu nhau tại chặng đường cuối cùng của Đạp Gió 2023. Hai cô gái sẽ đối 1-1 với ca khúc Usage Girl biểu diễn tại đêm chung kết diễn ra vào ngày 21 tháng 7 tới. Mới đây, Chibu cũng đã hé lộ hậu trường phòng luyện tập Usage Girl. Qua clip cho thấy, Chibu và Lưu Nhạc Sắc trình diễn vũ đạo nhẹ nhàng, tình cảm. Chung kết Đạp Gió 2023 là vòng thi đấu quan trọng quyết định suất debut trong nhóm nhạc cho các tỷ tỷ. Ai cũng sẽ dồn toàn lực vào phần trình diễn lần này. Phòng luyện tập Usage Girl hé lộ Chibu và Lưu Nhạc Sắc sẽ trình diễn cùng nhau tại vòng chung kết. Với hy vọng giành vị trí debut, hai nghệ sĩ đã tận hưởng một khoảnh khắc vui vẻ trong quá trình luyện tập dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của hai huấn luyện viên. Usage Girl là bài hát có tiết tấu êm dịu và mang yếu tố tình cảm nhẹ nhàng. Ở phần kết hợp lần này, Chibu và Lưu Nhạc Sắc sẽ trực tiếp đối đầu với nhau. Việc đối đầu giữa Lưu Nhạc Sắc và Chibu thực sự là vòng đấu ngang tài ngang sức, nên sẽ rất khó để đoán được kết quả ai sẽ là người giành chiến thắng. Mặc dù Chibu được đánh giá cao hơn về khả năng biểu diễn và đã đi xa hơn tại Đạp Gió 2023 khi cô giành lấy vị trí top 1 bảng xếp hạng cá nhân, tuy nhiên Lưu Nhạc Sắc cũng là một đối thủ không phải dạng vừa. Lưu Nhạc Sắc cũng chứng tỏ tài năng và cá tính riêng trở thành một nguồn cảm hứng cho nhiều người. Do đó, trận đấu trong vòng chung kết chắc chắn sẽ mang đến cho khán giả màn trình diễn hết sức kịch tính. Và chắc chắn ai cũng sẽ thi đấu hết mình để giành lấy vị trí debut trong nhóm nhạc. Cuộc chiến không chỉ là cuộc tranh giành danh hiệu và còn là cơ hội để Chibu và Lưu Nhạc Sắc thể hiện đam mê và tài năng của mình trước hàng triệu người hâm mộ. Kết quả sẽ ra sao? Không ai có thể phủ nhận rằng cả Chibu và Lưu Nhạc Sắc đã làm say mê trái tim của khán giả bằng sự cống hiến và nỗ lực của bản thân. Hãy cùng chờ đợi và theo dõi cuộc chạm trán đầy kịch tính để xem ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng của Đạp Gió 2023.